Rồi mẹ sắc môn tụi con rải xuống cho cá ăn nha. Dạ. Thưa cô, tụi con mới qua. Bữa giờ có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm gì chủ đề ẩm thực về ốc á cô. Ủa mà ốc bò ốc heo vậy không? Có vậy mà em cô không biết nữa, em tệ quá. Chứ ốc gì vậy anh? Thì ốc vít bù lon đó em. Anh nói người ta mà ông còn tệ hơn người ta nữa. Ở đây ốc á là ốc bu nè, ốc pháp nè, chứ không ăn ốc vít bù lon. Rồi cho ông gãi cái răng hay gì? Nếu nhiều fan yêu cầu thì hôm nay team mình đáp ứng nha mấy đứa. Ủa hôm nay làm về chủ đề ẩm thực mà sao mấy anh không đợi nón đầu bếp cho giám bếp trưởng đi? Tụi anh đang đợi nè. Đâu em đâu thấy đâu. Nón đó là xưa rồi, em coi nè. Đó. À, chữ chip em biết nè, đó là bếp trưởng, anh là bếp trưởng màu xanh hả? Đúng anh rồi là đó. Bếp trưởng màu đỏ. Wow, còn anh là bếp trưởng màu trắng nè. Ủa sao em không thấy chữ gì hết vậy? Trời ơi, hồi nãy anh ghi chữ màu trắng nên nó trùng với tờ giấy màu trắng, em không thấy được chữ đâu. Thôi giờ mình đi mua ốc về tổ chức cuộc thi đi cô. Đi mua ốc về nấu ăn là quá đơn giản rồi tụi con. Hay bây giờ team mình tổ chức một cuộc sinh tồn, tự tay bắt ốc về làm món ốc nha. Dạ. Sinh tồn mà làm thật cô thấy hơi bị hấp dẫn rồi đó. Ờ đúng rồi đó. Trời mưa nông cam như vậy lóc lên nhiều nè, giờ mình đi bóc nó rồi vậy cô. Mình sẽ bắt ốc bên vườn của Tài và đủ Tài tham gia luôn nha mấy đứa. Dạ. Thôi giờ đi tụi con ơi. Dạ. Tới vườn của Tài rồi, bây giờ tụi con chia ra đội đi nha. Dạ. Mình. Vậy mà đây chỉ trong phải chuẩn đi. Ủa sao hai đội này tới ba người vậy ạ? Ôi ông ơi, mình là hai anh lớn mà nhường cho mấy em ốc đi. Quan trọng là món ăn ngon chứ đâu phải số lượng ốc đâu ông. Ừ, đúng rồi. Vinh còn nhỏ, Vinh sẽ làm ban giám khảo chung với cô nha. Dạ. Để cho phần cuộc thi mình nó xin kịch tính thì ai mà làm món ăn từ ốc ngon nhất sẽ được thưởng 500k. Yeah. Mỗi đội suy nghĩ ra món gì đi để cô mua nguyên liệu, lát nữa mình nấu ăn cho lẹ nha. Món gì đó là làm món ốc mình. À, món này đi Đức. Món ốc chiên giòn đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con làm món ốc chiên giòn. Cần dầu. Món chiên giòn hả? Cần bột chiên giòn, cần giấm, cần muối và cần tương ớt. Xả nữa không? Xả nữa. Đúng rồi. Ơi, tôi cũng biết nữa nè. Giờ hay là mình làm ốc đen me đi. Ờ được á, được á. Như là cần dầu nè, cần tương ớt nè, cần hành phi nè, cần đậu phộng nè, cần đường bột ngô nè kia nữa không? Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À anh biết rồi, hay bây giờ mình làm gỏi ốc đi. Hồi trước em ăn biết có nhiều món gỏi chung giật nghe gỏi ốc á. Vậy mới độc lạ đó Tài. Món gỏi ốc nè gồm có rau muống nè, hành phi nè, đậu phộng nè, nước mắm, đường, chanh. Wow, mấy đứa suy nghĩ ra từ món ốc thấy lạ không ta? Rồi tụi con xách đồ lên trận bắt ốc đi nha. Rồi nguyên liệu. Ok cô. Đi mạnh, đi mạnh, đi mạnh. Đi đi em ơi. Đi đi đi. Đây là con. Đứa xe là nó. Ê, ấy à, ấy ốc kìa. Cái con này là của anh với mình chiếm trước rồi mà. Mấy em ơi, đi chỗ khác đi, đây còn nhiều món lắm á. Ừ, đi đi, đi đi. Bên đây đi. Bao mạnh không? Con gì nè, con gì nè. Ôi, ốc bu mới. Rồi ốc bu này cũng ăn ngon nè. Rồi nhỏ ăn ngon á. Được con bu ơi. Mấy đứa kia qua bệnh hết rồi, mình là bá chủ của hai cái mương này lắm anh. Lắm mương ông ơi. Ê, con gì mà anh? Ê, để đi rồi. Nè, nhẹ nhàng mà tình cảm thôi. Ủa, ốc bươm ơi. Wow. Ốc bươm hả, bỏ vô. Wow. Thế là được hai con rồi, đi kiếm tiếp thôi. Chúng ta đây. Nhẹ nhàng níu lên. Ui, hai con luôn. Mà con này là ốc đắng rồi, bỏ đi. Còn này ốc bươm nè, để mình rửa cho sạch. Đó. Lợm. Ê, tôi thấy còn nữa nè. Đâu không? Nè. Ủa, sao tôi không thấy mẫu nghe vậy? Ốc bươm. Ủa, mình nẻo bươm nhiều lắm á. Mọi nhiều lắm anh ơi. Đây. Ok. Ê, dạ, chia đi. Người bên đây người bên kia đi, chứ mà hai người ở chung chỗ là không có ổn không. Ừ ngồi bỏ đi. Ừ. Ê có gì đen đen dưới không? Ê ghê thấp. Trời đất ơi, nhận mình hay quá, ốc bu nữa nè mạnh ơi. Đúng luôn, hay quá. Ê tôi đựng đó, nó trong mấy cái bụi này nè ông ơi. Kia đi kia. Hay quá mạnh ơi. Hai con luôn, mà con này có ốc đắng rồi. Rồi đúng con. Mình đoàn kết lại bắt đi cho nó nhiều. Ờ đúng rồi đó. Yeah. Ê có ốc ửng nữa hả? Trời ơi. Trời ơi ốc này ốc chết. Ừ, nhưng mà cũng bự quá à. Nhiều ốc lắm á. Nhiều ốc lắm anh em. Đúng rồi đó. Cái vỏ này là cái vỏ bự lắm nè. Để em qua bên đây cho. Ê con ốc kìa. Đúng rồi. Ôi con ốc này ốc pháp. Thôi bỏ đi anh em ơi. Ôi con ốc này nó bự mà nhiều thịt nữa. Hay mình lấy đi. Ừ cũng được. Bên đây có hai con ốc nữa nè. Đây anh lợi mình cho. Bắt đi không? Ôi hai con ốc bự ghê luôn á. Ốc gì vậy? Một con là hai con ốc pháp luôn. Không, có con này ốc pháp luôn. Hai con nữa nè. Ốc này ốc gì á? Ốc pháp. Hai con ốc pháp. Hai con ốc pháp luôn hả? Rồi kỳ này ốc pháp quá trời luôn rồi. Cái này có ốc nè. Ừ, trời ơi.
ở đây rồi, tưởng sảy luôn rồi. Này, ốc bươu các bạn. Wow. Ốc bươu. Ồ, đã với ta, nãy giờ mới được một con đó. Ở đây cũng có một con nữa nè. Ủa, trời. Ủa, con sống thì chết sống không? Con sống. Con này nó có pháp mà nó hợp xuống kiểu như nè. Nó hợp xuống một lỗ luôn. Nó bị ốm rồi đó. Bị ốm rồi. Bị giữa rồi. Có con kìa. Thấy chú, chú này kìa chú. Ôi, ốc bươu. Con này áo pháp nha. Ủa, này áo pháp nha. Ủa vậy? Mình được áo pháp bự con trẻ rồi các bạn ơi. Ui, chắc bà ngón tay luôn đó. Ừ. Vô rồi. Ở đây có một con đây nè, đậu chén. Ủa, đây có con áo pháp nó bự cổ đại luôn nè. Trời ơi, vậy nó nổi lên dễ bắt lắm. Đây cũng có một con nữa nè. Mỗi hai con luôn. Ủa, nó bự con nè. Rồi, hai con áo pháp bự chưa? Ý, con áo bự các bạn ơi. Áo mẹ áo bù, áo mẹ áo pháp. Ôi, hai con bổ đại. Bắt đi đứng rồi. Wow. Ây. Có ốc gì đây? Ốc pháp. Ở đây có một con gì đó. Ok, chú ba liền. Con nhỏ. Đó. Hy vọng là ốc bu. Ốc pháp. Trời, bà nó bự quá. Không sao, vẫn là nó vẫn ngon. Trơn đó. Trơn bổ đại quá trời luôn. Trời ơi, mới bắt được hai con đúng cổ đại luôn nè. Con này đúng rồi, còn cổ đại rồi. Để vô đi. Không bằng mấy con của anh nữa. Mấy anh coi kỹ lục bình này, ốc bự không á. Để anh coi coi. Ê, ở đây có con ốc nè. Trời ốc bự luôn. Wow. Ngon á, để vô đi chú ơi. Rất là mập luôn. Nãy giờ thùng này cũng là một đống rồi đó. Hai con luôn nha các bạn. Ủa, ốc cũng đại luôn. Này toàn ốc pháp không à. Nè, bỏ vô. Nhưng mà thịt nó dai ăn ngon lắm. Nhiều nữa. À, con ốc này bự quá trời luôn nè. Ủa, con ốc với lục bình. Tránh ra. Ôi, chập bá lửa luôn, ốc bu vàng. Ủa, cái này của anh mà. Ai cho em vô đây? Trời ơi, anh tội ơi. Hồi nãy anh đuổi tụi em mà sao giờ qua đây chê. Đuổi đâu, anh có bảo anh mò mà giờ hết rồi. Em mới bỏ đi, em mới bỏ đi. Ừ, con của cái vợ anh kia mà này rồi. Ờ, đúng rồi, ốc này nó xíu à. Cho mấy em ở đây đi, mình nó xíu rồi. Ờ, được. Nãy giờ tụi con bắt ốc nhiều chưa? Con để về tới nè. Một gỗ là bánh ký luôn. Ốc bự bự không đã nha. Ủa sao ốc này ốc sổ? Con bắt được con chim chép nè. Thôi mình đang bên ốc mà thả nó đi con, chim chép nó nhỏ quá. Con này chắc tại con bẹp bẹp phải ăn á. Cái này mà còn ngon hết con, bự ngon. Bự quá bự. Thôi đi bắt tiếp. Đến tụi kia kìa. Ôi ơi, kìa bự kìa. Ôi, con chừng đứa. Ôi, ổn lắm á tỉnh. Đây. Hai con luôn. Ôi này, ốc bu nè. Héo lắm. Nãy giờ mình còn ốc pháp không à. Ơi, được luôn rồi. Đi. Mua này nhiều lục bình đứng nha mà anh. Coi nhớ coi kỹ á. Ok. Ê, ốc kìa đúng không? Ê, ốc này ốc gì á? Ờ, mở coi, ốc ngoài xa kìa. Con gì vậy? Ờ, giờ gì á? Trời, ốc pháo ông ơi. Ê, con kêu bên nữa nè. Ê, con kêu bên nữa kìa. Ê, nó chìm. Sao? Chọc bù á, chọc bù á. Ê, ốc pháo ông ơi. Đổ hàng rồi. Có con nè. Còn con hả? Ê, ốc bù hiện nè ông ơi. Ê, còn nó kìa. Ê, nè, ốc pháo. Ốc pháo, ông ơi, con bỏ. Ốc pháp anh bỏ hết rồi. Anh là chỉ bắt ốc bu thôi, còn ốc pháp anh dớt. Ủa sao mấy anh không đưa cho tụi em? Không. Tụi em bắt cái con này. Ốc gì? Ê, anh em tốt. Anh ơi, gọi đi anh. Trời ơi, con ốc pháp bự như thế này mà mấy anh bỏ. Từ từ, từ từ. Đem qua. Còn cái nữa à? Đây là ốc bu, đây là ốc pháp. Ừ. Ê, đứng, anh cho em nè, hồi nãy em cho anh nè. Dạ, cảm ơn anh nha. Nè, anh cho nó nè, còn con nè. Ừ, anh ơi, được hai con nè. Wow, khổng lồ luôn. Thì bay chắc đủ rồi đó. Ủa, tụi con bắt xong chưa mà về hết rồi? Được rồi, một phao nè con. Ủa, sao Minh với Mạnh bắt có mấy con vậy? Trời ơi, con đâu cần số lượng đâu cô, con cần là chất lượng. Con bắt toàn ốc bu không luôn á. Đúng rồi, con thì bắt toàn với ốc bổ đại không nè cô. Bắt nào bự bự không em. Ở trong đâu? Dạ đây. À, ơi, con bắt thêm chim chép nữa hả? Dạ. Ok, lát làm món chim chép luôn. Rồi, đi vô chế biến rồi nha. Đi. Nóng lòng quá rồi. Rồi, giờ nữa thôi. Nãy em bắt được vài con bu em cho anh nè. Đâu? Nè. Ui. Sao con này nhỏ xíu vậy? Con này mới đúng nè. Anh cảm ơn em nha. Nhưng mà em có bắt ơi, em bắt này em thả đi. Nè, anh cho em lại mấy con pháp nè. Rồi, cảm ơn nha. Cô thấy mà cái ốc này mới bắt còn rong quá mấy đứa. Để con làm một đêm rồi ngày mai mình làm món nha. Dạ.
cô ngâm ra sình rồi, giờ mình chà rong cho nó hết rồi mình hấp anh em ơi. Ok, okay. Ê, lấy tôi cái đồ lau lộn đồ tạm ở đây luôn đi. Mấy con ốc hấp này tôi chế biến là nó ngon lắm, tại ốc nó bự với lại thịt nó nhiều nữa. Ốc bự gì, lần này đồ mình hăng chắc rồi đó Trang. Ô quên mà, tự mình là chỉ có mình với Định với tôi thôi chứ không có Trang đâu mà. Thôi tôi quên, Trang là chỉ là người hợp tác bắt ốc thôi. Tụi em đừng có mà đắc ý, ốc pháo làm sao ngon ốc tung được. Để coi còn biết đi ăn. Ok. Qua cô có ghé ngang bẻ mấy cái xả là tụi con bỏ vô luộc cho thơm nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ốc này nhiều nước lắm nên mình chỉ chiếu một xíu xíu thôi. Cái gì vậy? Em nói chơi một xíu mà em đổ hết cao luôn rồi kìa. Thôi, em chế hoàng miếng. Ờ, vậy phải được không? Có, đưa coi, đưa coi. Ốc này ra nước nhiều lắm á. Quen còn nhiều quá, thôi em đổ vô bớt không đi. Rồi, giờ mình sẽ đậy nắp lại hấp nha nè em. Bây giờ ăn nguồn ốc, giờ mình cắt xả ra nha các bạn. Ủa, mà em làm món chiên giòn mà em cắt xả ra làm cái gì? Đó là bí quyết của em. À, ok, ok, để con coi em thắng nổi anh không? Rồi, ốc của mình chín rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp nhắc ra nha anh em. Còn ốc của mình bự quá, giờ mình sẽ luộc thêm xíu nữa nha. Rồi, đổ lắm anh. Ok ông ơi. À, rồi bây giờ mình sẽ lấy cái mặt nó ra nha anh em. Còn cái vỏ ốc thì mình lấy luôn, tại vì cái ốc này rất là sạch rồi. Ừ, ông cứ lấy đi, tôi vô tôi làm nước sốt nha. Ok, ok. Mình làm ốc sốt me thì đầu tiên mình sẽ làm cái nước sốt me nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chế cái đóng vô cho nó ra me nè. Đó, mình gỡ cái mài ra nè. Ôi, ốc mọc luôn ngon quá. Bây giờ mình bằm xả vô nhuyễn nha. Ờ, bằm xả đi, tôi với Định sẽ pha bột ra. Ok. Đây, đến đây, để bỏ đi vô cái ốc chiên giòn rồi, mình thắng chắc rồi. Mình làm gỡ ra món như nào, mình đi ngâm cho món cho nó không bị đen nha. Mình sắc củ hành tiếp xong rồi, bây giờ mình sẽ sắc ớt để ướp vô gỏi cho nó ngon. Bí quyết làm cho ra món mình không bị đen là mình phải bỏ giấm với bỏ muối nha. Rồi, rồi đây một xíu muối. Rồi mình sẽ trộn đều lên khoảng 2 phút là nó sẽ không bị đen nha. Một chiên giòn mình không có gia vị nên giờ mình phải nêm nha các bạn. Mình bỏ một chút muối với lại một chút cà no và xíu xả. Xả xong chưa ông? Xong rồi nè ông, chế vô đi. Vô. Ai vô. Rồi, cho miếng nước đi Định. Vô. Chứ từ từ, chừng nhão nha ông. Ok, ok, rồi đó. Tiếp theo mình cắt củ hành, bóp gỏi cho nó thơm. Rồi, mẹ mình đã chuẩn bị xong rồi nha các bạn. Mình chuẩn bị ra xong rồi nè Trang. Em cũng chuẩn bị nguyên liệu làm gỏi xong rồi. Wow, tụi con mỗi người một việc vui quá ta. Dạ. Ủa, Trang con biết làm nước làm gỏi chưa? Dạ, con học mẹ con biết rồi. Nè, cố gắng làm ngon nha. Làm nước gỏi là 1 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Anh chôn chế giùm em đi. Ok. Rồi, chế nước sôi vô. Chế khoảng nửa chén, tròn nửa chén. Khuấy đều lên. Rồi nặn 2 trái hạnh bự. Wow, thơm quá. 2 miếng ớt. Rồi, xong rồi đó. Đơn giản vậy hả? Đúng rồi. Trời ơi, ốc mình chín mà. Thơm quá. Đậu mình đó làm chung một loại ốc thôi, bây giờ mình hợp tác lại sơ chế chung đi. Đúng rồi đó. Ở đây có ai biết sơ chế không? Ốc pháp này mà không biết sơ chế là ăn là đau bụng anh em. Ủa nè, giờ mấy anh em cứ lễ ra đi, còn làm hết cho. Ok, ok. Giờ chia ra đây anh em. Lễ ra. Rồi, tôi lễ ra nè, rồi sao nữa đó. Nè. Ông lễ ra xong cái ông bỏ cái đít đó. Rồi ông lấy cái miệng của nó ra. Bỏ cái miệng á hả? Ừ đúng rồi. Nè mình lấy cái miệng nó ra nhìn nè. Rồi xong. Ốc pháp rồi mình chỉ lấy phần thịt thôi. Vậy đó chứ vậy mày làm. Ui có ốc pháp bự chừng bá luôn. Thịt xong. Cái trứng cái đó nè. Tụi con làm ốc pháp cho bị kỹ nha. Để lấy cái phần mặt thôi đó. Ừ đúng rồi đó. Mà thấy được có miếng hết à. Mình sơ chế xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ giấm với lại muối vô cho nó tẩy hết nhá. Giờ ốc mình sơ chế sạch rồi, mà nãy giờ tôi thấy ai cũng có công á. Thôi mình chia đều ra luôn đi. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi ngắm. Rồi tôi ngắm. Bắt kẹt nó còn giúp con á. Ok. Đây vậy. Rồi chứ biết rồi, thôi. Ốc mình bự quá. Để miệng là tét cái miệng luôn. Mình sẽ cắt ra cho dễ ăn. Mình cũng cắt ra cho dễ ăn nha. Đúng rồi á, bỏ vô. Rồi, ướp nó với bột, chút chiên nó mới thấm vậy. Mấy con ốc này làm sạch cái nó trắng phiếu luôn.
Vậy bây giờ mình sẽ chế biến món ăn ốc bươu sốt me nha anh em. Nguyên liệu mình có là đầu tiên là phải có ốc với me với chân ớt, rồi với hành tím, cà no, đường, nước mắm với dầu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cháy hành tím lên. Rồi bước tiếp theo bỏ sốt me vô nha anh em. Gia vị, đường với bột ngọt. Nhưng mà các bạn ăn cay cay thì các bạn có thể cho miếng ớt đi nha. Mình ăn đây được rồi. Rồi, anh làm cái gì mà hơn vậy anh? Chứ sao, nước sốt gia vị của anh với anh Mạnh mà. Chứ sao em. Ui, xôi kìa Mạnh, đổ vô hả? Ok ok. Rồi, ok, không thể nào. Rồi bây giờ mình chỉ cần đảo đều cho me nó thấm vô ốc là xong. Món ăn tiện lợi. Ốc thấm bột nè, giờ chế dầu vô chiên đi đó. Ok. Tôi chế nãy giờ lâu rồi, sao nó không sôi ta? Đúng rồi. Ê, hình như ông chưa bật bếp nè. Dạ. Dầu mình sôi rồi, giờ mình bỏ vô mình chiên. Đó. Ông làm khéo khéo nhà mấy chết đó. Yên tâm đi, ghét là nhịn ăn đó. Nhịn ăn là không có phần thưởng hết. Công tình qua giờ bắt ốc, đeo lắm. Ừ, kéo vậy đó. Trước khi bóp gỏi thì mình sẽ xào ốc cho nó thơm nha. Rồi giờ mình sẽ bỏ hành tỏi vô, phi cho nó thơm. Hành tỏi thơm quá, giờ mình sẽ đổ ốc vô nha. Đây. Wow. Có mấy con ốc trên kìa. Đây. Xong rồi mình sẽ bỏ một xíu hạt nêm vô nha. Tại trong nước gỏi mình đã có nêm gia vị rồi, mình không còn nêm nữa. Trong thời gian anh Trung xào ốc thì bây giờ mình sẽ làm gỏi cho nó gia vị nó thấm dầu cao. Ốc mình chín rồi, bỏ giấy vô đi không? Ok. Thấm dầu. À, cái món nạc cũng thơm hấp dẫn quá rồi con. Thơm quá. Bên Trung thấy thơm được chưa? Mình nêm nước mắm từ từ á, chứ không là nó mặn quá, không có ngon. Đó, trộn đều lên. Đâu, để mình nếm thử lên. Chua chua ngọt ngọt mặn mặn ngon quá à. Chị xong chưa? Anh đổ ốc vô nha. Em xong rồi nè. Rồi, đổ vô. Rồi mình chờ lại một phần này, lát rồi mình gắt cho mặt nha. Mấy đứa tranh thủ nha. Thôi làm mấy nhóm xảo mà nãy giờ ba mì thơm nó bụng quá rồi đó. Tôi nhớ chấm điểm cho tụi con cao cao nha cô. Trời ơi, cái đó cũng chưa biết, còn ơi lát nữa ngon không biết chấm điểm sao được. Dạ. Trời ơi, mấy anh gặp trơn nồng nặc luôn á. Trời ơi, con đứa vậy thì thấy rồi đó. Hấp dẫn. Cứ cho điểm điểm cao cao nha. Quyết kinh nghiệm mà xào xào cứ vậy là không có hay. Không có cách nào mà xào xào kinh nghiệm nữa không? Thôi ông cầm túi giấy. Ok. Coi một hỏi nha. Xào xào xào. Coi tôi nè. Có rồi chưa? Ủa? Ê trời. Hỏi. Ghê ghê ghê. Ghê ghê. Cháy nó phồn luôn chứ nó phục vụ. Ốc của mình nó đã nắm vô me rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ra dĩa và bưng lên cho cô hứng thôi. Đúng rồi mình. Ê anh, tao mày lấy cao đông với đậu phộng đi xíu tôi chung chí. Ok ok. Mình trộn gỏi xong rồi bây giờ mình sẽ bỏ miếng rau ganh cho nó thơm. Rồi bỏ miếng vô nữa. Rồi bỏ miếng lá chanh. Anh Trung bỏ cho em miếng đậu phộng đi. Ok. Đó. Wow. Trộn đều lên. Rồi gỏi mình thấm gia vị rồi, bây giờ mình sẽ đổ vô dĩa. Giờ mình để ốc lên lớp mặt nha. Đó. Wow. Bây giờ để đậu phộng lên đi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt trái ớt này á thành bông hoa để mình trang trí á, gỏi á, cho nó đẹp. Con tâm trung cô có điểm nè. Dạ rồi. Nãy giờ thấy đậu nào cũng làm rất là nhiệt tình luôn. Rồi để xuống đây cô coi. Dạ. À, chấm về cái phần thẩm mỹ trước nha. Dạ. Rồi ba đội cô thấy trang trí đều rất là đẹp luôn. Chứ sao cô. Đội của Trang trang trí cái bông này đẹp nè. Có chế Mạnh nữa. Mạnh cũng vậy. Vậy là chấm đội Trang với lại đội Mạnh mỗi đội một điểm. Ủa sao kỳ vậy cô, món ngon như vậy mà sao cô chấm có một điểm vậy? Tôi có nói hết, một điểm đó là một điểm chấm cho thẩm mỹ. Còn cái phần mà ốc chiên giòn ở bên đội của Đức á, cô thấy là trang trí nó sơ sài quá nè, bởi vậy thiếu cái điểm đó luôn. Cô đừng có nhìn mặt bắt hình dông nha, không ngoại là vậy thôi chứ chồng nó ngon lắm đó. Rồi để lát nữa cô thưởng thức cô biết. Ủa mà đội Trang tài đâu cô không thấy. Nay tài bận bận qua không được cô ơi. Vậy hai đứa con thi ha. Dạ. Ok bây giờ con sẽ vô cái phần chính thức đó là thưởng thức cái món gỏi ốc trước đi. Dạ. Ốc ra muốn không? Đậu phộng nữa nè, rau răng nữa nè. Cần nhất nha. Sao cô, sao cô? Trời ơi. Cũng ngon rồi. Chi nữa, nhìn vô là thấy em ngon rồi.
chỗ này á, rau muống thì nó giòn, ốc nó cũng giòn ngọt mà thơm rau răm, đậu phộng ngọt béo nữa. Ngon quá rồi con ơi. Mẹ chấm bao nhiêu điểm vậy mẹ? Cô cho mẹ chấm cho 8 điểm. Ồ, yeah. 8 điểm cộng thêm 1 điểm nữa là 9 điểm. Giờ tới chín chín ăn đi nhanh, cho bao nhiêu điểm? Nhanh. Okay, đừng ngắt xuống ớt rồi cay rồi chấm không điểm nha. Dạ. Ngon quá, mấy điểm? Anh điểm. Chấm 9 điểm luôn. Ồ, vậy là 9 cộng 9, 18. 18 điểm. Thôi vậy là 18 điểm. Rồi, vậy tới món của con. Rồi bây giờ con sẽ thưởng thức cái món mà ốc chiên giòn nha. Đâu để mình thưởng thức coi. Để mình thưởng thức nè. Ngon không mẹ? Chắc là không giòn đâu. Ngon. Đúng vậy. Ngon. Ngon dữ. Cô chấm cho 9 điểm. Wow. Em chấm cho 10 điểm. Wow. Wow. Cần nhận cái đoạn này lo giữ ra nước uống không? Nhưng mà cái ly mắc cười quá. Ngon cười quá. Ly xấu mà nước có nước uống là được à. Yeah, đồng quyền 9 điểm rồi. Em được đứng thượng ở đây rồi. À, gì hai đội đó điểm toàn là cao không à. Giờ tới đội mình, cô chấm điểm cũng cao cao không cô? Đúng rồi cô. Quan trọng là ngon hay không chứ cao chưa biết con ơi. Đúng rồi cô. Để cô thưởng thức xem. Nhìn nước sốt nãy thèm rồi. Đây. Ủa, có nước ở trong nè. Đúng rồi, đạm mà. Ngon không mẹ? Cô liếm liếm mấy ngoài nè, nó ngon lắm á cô. Đúng rồi cô. Đúng rồi. Cô ơi, ăn kèm với đậu phộng mới ngon. Biết sao biết không? Dạ. Cái áp này á, trong á, nãy còn phải chế chứ nước sốt vô đây cho thấm vô đây nữa nè. Dạ có chế rồi mà chắc nó trò ra mãi cô. Cô thấy nó bám ở ngoài vỏ ốc không à. Nó hơi lạnh tí xíu. Hồi mấy điểm rồi? 7.5. Hả? Cô có chuyện gì cô, nó ngon như vậy mà. Cô thấy ở ngoài vỏ này thì niêm ngon nè, có đều trong ruột nó lạc lắm, con thử đi. Ây da. Tí dinh. Con dinh. Mà bạn 9 điểm rưỡi á. 9 điểm rưỡi nè. Nè là mấy điểm ta? 17 điểm là 18 điểm. Ừ, 18 điểm. Vậy đội bên anh bạn bên em á. Ừ, đúng rồi, bạn rồi đó. Nhưng mà đã bỏ anh thắng rồi. Bạn gì nữa? Dê thắng rồi. Em dê. Ngon. Dê. Tụi con xin tòm bắt ốc mà tạo ra những món ăn từ ốc rất là ngon như thế này là rất xứng đáng luôn. Thưởng cho tụi con 500k. Dạ ba cô. Yeah. Rồi thôi bây giờ tụi con ăn những món ăn mà tụi con tự tay làm xem con chấm điểm đúng hay sai nha. Yeah. Chúc mừng đầu bếp nhỏ. Rồi thôi lấy ghế lượm đi thầy ơi. Thử con của tôi là sao nãy cô có lẹt lên nãy thầy ơi. Thầy ơi. Trời ơi nó lại thiệt cái mạnh. Đâu để tôi thử. Phải liếm ở ngoài nó mới ngon. Đúng rồi. Đúng em ăn chút con ngọt nè. Dạ. Ở là nghe luôn. Đâu để ở bên rồi hẳn tài. Đúng ngon luôn. Được chưa? Vậy. Nhưng được phải cặp thôi ha. Cô chấm điểm là đúng rồi nè. Tuy ốc bu của mình ngon nhưng cách chế biến của mình nó bị sai một bước. Bởi vậy mới thua đội bên ốc pháp của Đức nè. Cho anh và nó phù nè. Để anh ăn làm tự đỡ được rồi. Ngon. Ngon quá, có vị cấm nhiều quá cay. Giòn ngon lắm. Ngon. Thôi video của team mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thích những cái clip mà sinh tồn ẩm thực này các bạn hãy để comment bên dưới nha. Chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.